William xóa tên Harry, quyết định lạnh lùng sau loạt hành động của em trai và đỉnh điểm là biến cố của vương phi kết. Mối quan hệ giữa hai hoàng tử Anh tiếp tục căng thẳng sau khi thân vương William có động thái phớt lờ em trai mình. Theo đó, William đã không hề thông báo cho Harry về việc vương phi kết mắc bệnh ung thư. Mối quan hệ giữa hai anh em thân vương William và Harry đã giãn nứt trong nhiều năm qua và cuộc sống đã đưa họ đi theo những hướng khác nhau. Năm 2020, Harry và Meghan đã quyết định rút khỏi vai trò là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và chuyển đến California, Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong khi đó, William và vợ kết vẫn tiếp tục đảm nhận những vai trò truyền thống của mình, trở thành thân vương và vương phi xứ Wales sau khi nữ vương Elizabeth II băng hà. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2021, Harry thừa nhận mối quan hệ dặn nứt với anh trai. Hiện tại, chắc chắn chúng tôi đang đi trên những con đường khác nhau, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy. Trong những năm qua, Harry đã nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ đổ vỡ của họ. Thậm chí, trong cuốn hồi ký Spell xuất bản năm 2023, Harry còn tiết lộ rằng hai anh em đã có lần ẩu đả tại Nottingham Cottage. Cũng trong cuốn sách này, Harry thú nhận rằng anh và William hầu như không nói với nhau một lời trong tang lễ của bà nội, nữ vương Elizabeth II. Kể từ đó đến nay, được biết họ vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào. Mới đây, theo tờ The Times, một người bạn của cả hai hoàng tử chia sẻ trước sinh nhật lần thứ 40 của Harry. Tôi đã luôn nói rằng rồi hai anh em sẽ ở bên cạnh nhau khi cần thiết, nhưng điều đó đã sai cho đến thời điểm hiện tại. Một người bạn khác cho biết thêm, Harry đơn giản là không thể sống thiếu anh trai mình. Tuy nhiên, William được cho là đã xóa tên Harry ra khỏi kịch bản của mình, quyết tâm bước tiếp mà không có em trai bên cạnh. Điều này thể hiện rõ ràng qua quyết định của William sau khi vương phi xứ Wales kết Middleton, tiết lộ cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 3 năm 2023. Theo đó, William đã không hề thông báo trước cho Harry về tình trạng của Kate. Các nguồn tin thân cận với công tước và nữ công tước xứ Sussex cho biết, mặc dù họ đã liên lạc riêng với William và Kate, nhưng không nhận được hồi âm. Các bài báo thời điểm đó cho rằng, Harry và Meghan không hề biết về bệnh tình của Kate cho đến khi cô chia sẻ thông điệp mạnh mẽ qua video. Dù cả William và Harry đều tham dự tang lễ của Lord Robert Follower ở Norfolk, Anh, nhưng cuộc hội ngộ của họ không hề ấm áp như người hâm mộ mong đợi. Một nguồn tin nói với tờ The Sun rằng, mặc dù hai anh em chỉ cách nhau khoảng 5 mét, nhưng họ ngồi ở hai bên đối diện trong nhà thờ sư tầm Mary S và dường như không trò chuyện sau lễ tang. Nguồn tin này nhớ lại, họ ngồi cách hàng ghế đầu hai hoặc ba hàng, không phải ở phía sau, nhưng họ ngồi ở hai bên lối đi đối diện nhau. Sau đó, có các thành viên khác trong gia đình ngồi vào các chỗ còn lại giữa họ, vì vậy có lẽ đó là điều đã được sắp xếp trước. Nguồn tin cho biết thêm, rất nhiều người đã có cơ hội nói chuyện với họ. Họ chỉ cách nhau khoảng 5 mét. Khi chúng tôi rời khỏi buổi lễ, cả hai vẫn còn ở đó, nhưng khi đang đi bộ, chúng tôi nhìn thấy Harry lái xe đi trên một chiếc Range Rover màu đen. Harry bị bạn của William gọi là đĩa nhạc bị sức giữa lúc có thông tin hoàng tử tóc đỏ sẵn sàng trở lại thực hiện một số nhiệm vụ hoàng gia với điều kiện anh trai phải xin lỗi. Dù không nói chuyện với nhau, việc William và Harry cùng tham dự tăng lễ của dượng, Sir Robert Follower được xem là bước tiến mới trên con đường hòa giải của cặp anh em Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, thực tế nhanh chóng dập tắt hy vọng này khi phe của họ tiếp tục chỉ trích và đòi hỏi lẫn nhau. Ngày 4 tháng 9, Miro dẫn nguồn tin thân cận với Harry bác bỏ thông tin hoàng tử tóc đỏ đang dọn đường trở về Anh bằng cách liên lạc lại với bạn bè và cố vấn cũ, theo bài báo trên The Mail on Sunday vào cuối tháng 8. Người trong cuộc khẳng định công tước xứ Sussex hài lòng với quyết định từ bỏ cuộc sống hoàng gia và tập trung tạo dựng cuộc sống thành công ở Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn sẵn sàng đảm nhận một vài vai trò tạm thời trong gia tộc Windsor nếu vua Sackley yêu cầu hỗ trợ. Điều kiện tiên quyết là hoàng tử William phải xin lỗi em trai. Văn phòng của thân vương xứ Wales từ chối bình luận về bài báo của Miro. Tuy nhiên, bạn của William chê cười Harry tự đánh giá cao bản thân. Harry là một đĩa nhạc bị xước ở giai đoạn này. Chúng ta đều biết anh ấy rất muốn được giao công việc bán thời gian ở Hoàng gia, nhưng nữ hoàng Elizabeth nói rõ ràng anh ấy không thể nửa trong nửa ngoài. Không có gì thay đổi cả. Bất cứ ai thay mặt Harry lan truyền những lý thuyết lố bịch này chỉ đơn giản là giả vờ không hiểu thông điệp rằng anh ta không được chào đón. Họ hoặc là rất ngốc nghếch hoặc giả vờ như vậy, nguồn tin nói với Daily Beast. Trước đó, những người bạn của gia đình Spencer có vẻ lạc quan về tương lai mối quan hệ giữa Harry và William sau khi họ xuất hiện tại tăng lễ chồng Lady Jane Spencer, chị gái công nương Diana. Có lẽ đám tang luôn là nơi các chàng trai tụ họp dưới một mái nhà và việc William từ chối đến vì Harry có mặt đã thắp lên một tia hy vọng trong thế bế tắc ảm đạm này. Đó là sự thừa nhận quan trọng về thực tế rằng máu mủ ruột già đặc hơn nước lã. Đó là dấu hiệu chín chắn, đầy hứa hẹn rằng những bất đồng riêng tư của họ không được phép làm lu mờ các sự kiện gia đình quan trọng, Daily Beast dẫn nguồn tin. Những người bạn cho biết thêm cả William và Harry đều ngưỡng mộ Lady Jane Spencer, đồng thời đánh giá cao cách hai anh em gạt bỏ bất đồng sang một bên sau cái chết của một thành viên gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia hoàng gia lại không nghĩ vậy. Họ cho rằng hai anh em xuất hiện cùng một nơi, ở cùng một phòng nhưng không tương tác với nhau phản ánh mối quan hệ xa cách và khó hàn gắn trong tương lai gần. Christopher Anderson, tác giả cuốn tiểu sử The King, nhấn mạnh trên Fox News Digital cuộc chiến của anh em nhà Windsor vẫn tiếp diễn, hiềm khích giữa họ vẫn còn rất nhiều. Cùng quan điểm, Kinsey Sophie người dẫn chương trình podcast Tozy for Daily, chỉ ra dù hai anh em hoàng gia cùng dự đám tang nhưng mọi thứ được sắp xếp cẩn thận để họ không phải tương tác với nhau. Không có gì chung chung trong lần xuất hiện này. Đó là hai thành viên trong gia đình thể hiện sự tôn trọng của họ với tư cách cá nhân, ngoài giờ làm việc. Hoàng tử Harry gây ra tổn hại không thể khắc phục được cho mối quan hệ của mình với anh trai. Harry có thể phủ nhận ý định làm tổn thương các thành viên trong gia đình mình thông qua việc phát hành spare. Tuy nhiên, những trích dẫn như căn bệnh hói đầu đáng báo động của anh ấy, William, tiến triển hơn cả của tôi. Sự giống nhau nổi tiếng của anh ấy với Mummy, sắc ướp, phai nhạt dần theo thời gian. Điều đó là không cần thiết và tàn nhẫn. Điều đó xuất phát từ sự đố kỵ và cay đắng. Với bản bìa mềm của Spell dự kiến phát hành vào tháng 10, tôi nghĩ Harry thực sự đã bỏ lỡ cơ hội cập nhật cuốn sách bằng lời xin lỗi chân thành về mọi tổn thương mà anh đã gây ra, nhà báo Mỹ phân tích. Harry. Meghan tức giận vì không được hoàng gia Anh xin lỗi và hòa giải sau tất cả những drama vô tận giữa hai bên. Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle muốn một lời xin lỗi của hoàng gia vì thấy mình bị đối xử theo tiêu chuẩn kép. Tháng 12, cặp đôi công tước và nữ công tước xứ Sussex đã cho ra mắt bộ phim tài liệu Harry và Meghan trên nền tảng Netflix và gây ra nhiều tranh cãi. Trước nhiều ồn ào, họ được cho là rất tức giận vì chưa nhận được lời xin lỗi từ phía hoàng gia Anh. Nguyên nhân của sự tức giận là do mới đây, Phía Hoàng gia đã sắp xếp một cuộc gặp hòa giải với Ngozi Fulani tại cung điện Buckingham vì phu nhân Susan Hussey, một người làm việc cho Hoàng gia đã xúc phạm bà Fulani tại một buổi lễ vào tháng trước. Ngozi Fulani là người đứng đầu một tổ chức từ thiện và đã được nhận lời xin lỗi sau cuộc gặp này. Nhà sát xếp cho rằng mình cũng xứng đáng có những cuộc gặp hòa giải tương tự suốt nhiều năm qua nhưng không được thực hiện và ví dụ với bà Fulani là biểu hiện của tiêu chuẩn kép. Nguồn tin cho biết Harry và Meghan đã và vẫn đang thúc đẩy gia đình đưa ra lời đề nghị hòa bình và họp mặt nhưng chưa bao giờ được đáp ứng. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi hoàng gia đã nói với tờ The Sunday Times, không có điều gì giống như vậy đã từng được thực hiện khi Harry và Meghan đưa ra nhiều mối quan ngại khác nhau, không gặp mặt, xin lỗi chính thức hay nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm giải trình. Điều đó thật khó chịu, trong khi 100% là họ muốn có một cuộc họp. Hoàng tử Harry, 38 tuổi, cũng đã gợi ý trong loạt phim netflix rằng hoàng gia nên xin lỗi họ về sự kiện mexique khi cặp đôi quyết định từ bỏ vị trí thành viên cao cấp làm việc cho hoàng gia